Ừ thế được con ác, con chuột bắn nhanh lên là còn đỡ. Mình không có ác, ông kia bắt hết ác rồi. Mình thấy chuột hai cục cung cầm bùa đỏ ngon hơn, chắc nó lại ra sinh mà. Mà chuột bùa đỏ, nhờ chuột bùa đỏ mới gắn được mấy round đó. Chứ đợi con sinh ra là gãy luôn, lủng lắm. Lại sinh ra lủng lắm các bạn em. I am the stone beneath your feet. Stone unturned. I bring death. Let me help you grow. Bắn lại ra. Susan. Susan 2 bỏ rồi. Wonderful. Thua, chịu. Thôi chơi mình đi. Con na sớt là không có tác dụng với hai con mau cai rồi đấy. Death is a harsh. Lâu rồi không nuôi Sivir nhỉ. Mà Sivir giờ đang bé quá. Chắc là phải có một cú búp cho Sivir chứ. Sivir yếu quá. Không buồn chơi. Đồ này có đi pháp sư được không trời? Cũng tạm. Được thì cũng phải gọi là được. Tạm. Đồ này đi pháp sư tạm được. Wonderful. Ôi tôi lười nuôi Yasuo lắm, nuôi Yasuo toàn lừa mà. Yasuo lên lừa lắm. More. I can be so much more. Freddy bắt. I cannot turn back. Tất tiền. Thôi mình lười tham gia mấy cái giải dụng lắm bạn ơi. Mệt lắm bạn ơi. Tham gia giải xong về lại so sánh này kia kia nọ mệt lắm mình. Sau một lần, một vài lần tham gia giải thì mình đã mẹ rút được kinh nghiệm. Đéo bao giờ tham gia mấy cái giải như vậy nữa. Về lại mất công người bên này. Nói bên kia tuổi gì, bên kia nói bên này tuổi gì. Tuổi qua tuổi lại mệt lắm. Always bring wrong. Thank you.
Cây gậy ngon thế. Thôi, có mỗi cái nước mắt là ngon nhất. Đớp cái nước mắt đi. À. Tôi win hay là ai win, chẳng hạn tôi vô lỡ may tôi top 8 đấy, mấy ông lại về so sánh thế này thế kia. Lỡ may tôi top 1 thì mấy ông cũng đi chửi streamer này, streamer kia, thế này thế nọ, top 7. Khổ. Đúng không? Thì chi mệt vậy? Ở nhà cho nó lành. I am the stone beneath your feet. Mẹ nhà cho nó lành. Thằng này tối này thằng kia tối kia mệt lắm. Ở nhà xin cho anh em xem. You hit like baby ram, no horns yet. Châu khôn lắm, không tham gia sợ top 8, không còn ai xem mình. Top 8 thì đã sao đó bạn. Vấn đề gì? Tôi chỉ sợ cái mấy ông ấy, sợ nhất là mấy ông ấy. Cái tôi sợ nhất là mấy ông đấy. Bỏ, từ bỏ. I am the stone beneath your feet. Kiên quyết lên, kiên quyết là từ bỏ, xét, đừng có chơi xét. Lê Hoài pháp sư đi. Chỉ có Nasus lại, tí đưa quỷ thư cho Nasus. Băng nó khỏe lúc đầu mà, lúc đầu mà có 4 băng đét khỏe lắm. Lúc đầu mà có Ezreal ấy, khi có Ezreal, Warwick, Braum với Gấu. Có con on 2 nữa, là đánh Winchick khỏe lắm. Nhưng mà mình chỉ có 2 con thôi. Mình chỉ có mỗi con, bây giờ mới có Ezreal này, mình còn chưa có Gấu nữa. Chỉ có là mình đã để lại rồi. Việc gì các bạn phải nhắc. Có tôi để lại liền. Để coi ra thìa đi pháp sư. Không ra thìa thì để nhùng nhùng đường khác. Giáp này biến sáng ngon đấy. Ra hồi điến sáng đi nha. Sáng ngon đấy. Leave no stone unturned. Sáng đi. Mình nghĩ là nên điến sáng đấy. 2 BF. Giáp tinh thần như chỉ trục tội, diệt khổng lồ, khăn. Perfect luôn ấy. Ánh sáng là đồ perfect luôn ấy. Ánh sáng đồ đẹp vãi. Đi sáng đồ đúng đẹp luôn. Để pháp sư đép tạm đi ạ. Đổi sáng. Bây giờ nó cũng ghét kìa. Thấy không? Thằng nào bây giờ nó cũng chơi băng lúc đầu đẹp. Mình kiếm được Gấu dễ quá. Băng lúc đầu mà nó. You hit like baby ram. No horns yet.
Giáp tinh thần đi chiến trường tội. Để xem một rôn là cái gì nhỉ? To heal and protect. The dark should fear me. Both guns blazing. Rồi đấy. Ok. Thơm rồi đấy. Thiếu mỗi Yorick nữa là xong. Tôi đâu cần trình độ đâu, tôi chơi game bình thường. Ôi giời, mình công việc chính của mình là chỉ mà chơi game là một phần nhỏ thôi. Cái game cũng chỉ là vừa vui vừa mưu sinh mà. Cái gì phải thể hiện trình độ gì bạn? Con Yorick nào ở đây nhỉ? Con Leona cả mới kháng phép. Lủng thế. Hốt thêm cái BF ghép hai gì khổng lồ hả ta? Ghép hai cái diệt khổng lồ luôn, bắn cho nó thích nhỉ. Thêm cái BF đi. Con Leona cầm cắn phép ghẻ quá. Mình tính ghép khăn mà thôi, từ từ. Từ để ghép cũng được. Lấy các màn ánh sáng, trời ơi. Ông rất thìa đi rồi ông tính lực kháng phép sau. Ông chưa rất thìa mà ông tính toán chi sớm thế. Chứ có thìa mà tính này tính kia, tính lọ tính chai, tính tùm lum tà lứa. Mất công à. Cung săn ngon hơn chứ, hai gì khổng lồ ngon mà. Cái giáp đấy ấy, cốt yếu nó cũng chỉ là giảm chí mạng thôi. Thì bạn xài hai gì khổng lồ, bắn vô cũng có đau mà. Đau lắm. Máu càng nhiều bắn càng đau. Yorick hoặc là con rác. Yorick hoặc rác nữa là được. Ván này ra xạ nhiều nhỉ. Đồ này ok phết. Chà. Chà. Căng nhờ. Ông này theo set này. Ông ghép hai cái giáp thiên thần, ông đợi Yorick với lại ông đợi Zed này. Để xem coi ông được Yorick với Zed không. I'm not even breaking a sweat.
Có lựu đạn bắn xa là chỉ đam thôi, nó không có kích hoạt hiệu ứng rồi đánh nha. Nó lan, nó không có bị phá kiếm lan đâu. No cure for fools. Bắt đấng mà, đi kẹp gió. Quán này mình thấy đam vật lý không? Full đam vật lý. Có một ông này chia phép này. Full đam vật lý luôn. Với lại lưu của mình xài gì khổng lồ thì chắc mình cũng nghĩ. Mình nghĩ là mình đéo cần người tập đâu. Hai dịch khổng lồ. Hai dịch khổng lồ một khăn cũng được. Leave no stone unturned. Ôi. Gì vậy ta? Ghét cho nó 2 bia à? Thích thì mình chiều thôi. Tí đi nhặt kháng phép, lấy khăn cho nó luôn. Rôn cái kiếm vô rít cái chết chết tới nơi rồi. Cấp 7 hay rôn hết tiền kiếm vô rít thôi. They will go no further. Both guns blazing. To heal and protect. Let's be friends forever. Both guns blazing. Ready for battle. Không có một con. Rồi về lại bỏ mẹ thằng nhỏ rồi. Senna cũng vậy à. Dành xe lũng là bạn cũng đi thôi. Senna cũng vậy. Ui, mẹ con lưu góc chó. Đủ xấu sáng để làm gì? Có công mà không có thủ cũng vậy. Nếu có con Yorick nào luôn. Tôi lấy full công luôn, cho cung xanh cho luôn. Mình làm full công nha, full công luôn. Phải lấy Z thôi, để mấy thằng Seth này nó lấy Z là chết đấy. Để thằng này, nhất là thằng này này mà nó đớp được con Z là coi như là đời ông tàn rồi đó. Đời các bạn tàn luôn. Thằng này nó đang đợi Z này. À, chết 7 đô loài máu không ra nổi. Cay nha. Mình biết là cần khăn. Đây à. So many souls to liberate. Biết là cần khăn đấy, nhưng bây giờ khăn không kịp đâu, khó lắm. Xài rác đi, không xài bên đâu.
Bỏ 6 sáng thì cũng được, mất gió. Mất gió yếu lắm. Lock cái lan. Đang bắn đậu xanh. It is here. Lên 8 đi, lên 8 vứt sáng vào. 6 sáng. Có Yorick là được rồi. Trời ơi là ông, vật lý này, xạ thủ này. Bóng tối đánh tay này. Ông này pháp sư không nói vừa gặp đây, ông này đam tay này. Đam tay này. Đam tay này. Thằng này cũng có đam tay này. Toàn đam tay kêu không kẹp gió, kẹp cái gì. 8 thằng hết mẹ nó, 6 thằng đam tay rồi. Có 1 thằng đam phép thôi. Anh xạ thủ hỏi mày gió để làm gì thì tôi cũng chịu ôm đấy. Lu bắt đầu lại óc chó rồi. Yorick 2 quan trọng hơn. Ôi Yasuo 2 lâu lâu cũng bắt được chữ lực ấy. Chập đỉnh đầu mới có chữ lực ngon. Ô hai Nico nó xét được. Tên sau up cho Jack vào. Có ai cần lock không? Game này có ông này lock. Ông này mới gặp rồi. Có mình ông đấy lock à? Có mình ông đấy có lock thôi. Mà mới gặp rồi không sao. Không gặp lại đâu. À, sáu tối. Nó lưu đam to quá. Lưu đam to vậy lên. Má lưu cầm cái đồ này đam đúng điên luôn. Guns blazing. Lắc gió à? À, bà xét lắc gió. Ezreal gần 3 rồi. Bà xét một con Z này không ăn thua. Con Z đấy không ăn thua.
ashes and dust. You die a fool. Cho Yasuo ánh sáng. Yasuo ánh sáng bỏ con này sớt đi xài con Senna. Hợp lý đó. Darkness and light. Cho con Senna ánh sáng chứ nhỉ. To heal and protect. Bốn bí ẩn. Khoan. Let us begin. Bốn bí ẩn chơi được ấy. Chúng nó không có sát thủ, con Senna sống được. Đó. Đó như tên này này đấy. Đó, cái tên này con lưu chết nè. Tên này con lưu chết rồi nè. Hay là xài hai lưu ta? Xài hai lưu không? Đó thấy cái gì khổng lồ này. Cho gì khổng lồ cho Yasuo đi. No cure for fools. Rồi má con Zana muốn lên 3 luôn đó chả. Sao được K3. Đây các ma đây. My spirit is an bỏ Yasuo ra là được 4 bí ẩn. Mà từ từ coi. Bỏ Yasuo ra gặp thằng này là chết. Cho Yasuo gì khổng lồ đi. Là nó sẽ băm chết được thằng kia. Để 4 bí ẩn. Nếu mà tôi đấu với nhà pháp sư thì tôi sẽ để 4 bí ẩn. Tôi đấu với nhà pháp sư thì để 4 bí ẩn ngon hơn. Đây đấu với nhà này phải để gió. Stay down. Let us begin. Light them up. Ôi chết mẹ đây, óc chó rồi. Bắn Yasuo chi ta. It is.
been retreating. Má còn nhà xạ thủ bắn Yasuo chi ta? Nhà xạ thủ này cần mẹ gì bốn bí ẩn, lại phải bỏ Yasuo vào lại. Áp chó thật. Light them up. Darkness and light. Bắn nhà xuống chó. Tự nhiên bắn nhà xuống chi. Anh nhỉ. Tự nhiên bắn nhà